Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trao đôi trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng một phần bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube phát triển. Hôm nay ngày 24 tháng 8, thì em xin hãy giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Ticlic với model của nó là SNP3715P. Chiếc đầu này được sản xuất năm 1994, xuất cho sử dụng cho thị trường Nhật. Đấy, toàn bộ là chữ Nhật hết ạ. Nó sở hữu xe ngang của nó 43 cm, chiều cao của nó chỉ có 8 cm thôi và chiều sâu của nó 24 cm. Chiếc đầu này nặng 3,5 kg, tuy em nó mỏng manh như vậy thôi, thì mà mắt đọc cực tốt, chất âm rất là hay, bởi vì dòng này là dòng số mắt từ của hãng Technic, đọc cực tốt không kén đĩa đấy ạ. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để các bác xem ngoại hình của chiếc đầu này. Về thì mặt tầng trước thì cái cạnh này thì nó có những cái vết cấn này, chỗ cấn này, cạnh này. Đấy. Đấy. Còn lại thì cơ bản là đẹp. Đấy, cơ bản là đẹp. Nắp lưng thì có những vết xước nhỏ thôi, không đáng kể. Có những vết xước đây, xước mờ, chảy sơn đây. Đây, model của nó là SNP3715P, điện 100V, công suất 8W, được sản xuất tại Nhật Bản, dây nguồn số 8 rời, và chiếc đầu này thì có một đường aux ra thôi. Sơ đi máy của nó đây ạ, sơ đi máy của nó là FE3LM33534. Cái điều đáng nói ở chiếc đầu này thì tình trạng vận chuyển về thì cái tai bắt giữa cái phần mặt này và cái phần lắp lưng này thì nó bị gãy một cái số tai, cho nên là nó hơi bị hở lên một chút. Đấy, này hơi hở chút, nó không hở gì bên trong cả, nó chỉ hở thôi. Đấy, và đầu này thì bán rất là rẻ để cho em chơi. Đấy. Đấy. Lắp lưng bên trong. Đấy. Thì ở đây nó cũng gãy một số cái tai bắt. Đấy. Đấy. Thì nó hơi lỏng một chút. Cho phần nội thất bên trong thì máy móc rất là mới rồi. Đấy. Cái dòng đây là dòng mắt từ, dòng mắt từ. Đấy. Đấy. Từ thanh trừ lên, đọc rất là tốt và không kén đĩa. Đấy. Là mới ạ. Chiếc đầu này em bán với giá là 750.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc cho là chuyển đủ tiền cho em. Đấy. Đầu này đẹp thì em bán là 900.000 đồng đấy ạ. Đấy, nhưng mà nó bị cái tai bắt đấy rồi ạ. Là cái mặt đây cũng có cấn này thì em bán rẻ để cho bác chơi. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng có chức năng hoạt động của chiếc này để cho các bác được thưởng thức. Đầu thì không kén đĩa cũng nhá, đĩa lòng xanh, đĩa lòng trắng, đĩa lòng vàng, em đã đọc hết. Em test một cái đĩa sao chép phôi phô lô lòng xanh này, nào cái phôi đĩa thông dụng này để bác sử dụng hiện tại bây giờ. Đấy. Nhận bài ngay. Và em xin tiệm em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269 ạ. Bác nào ở gần nhà em thì qua chọn lựa mua sản phẩm. Bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ qua hotline, kết bạn Zalo để tiện trao đổi ạ. Đấy. Hãy subscribe.
Hãy
Xin phép được dừng ở VF đây. Thì chiếc tàu này em bán với giá là 750.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền cho em. Bên em thì không bán hàng ship COD, các bác thông cảm. Một chiếc đầu ít tiền nhưng mà trang bị dòng master. Thì biết rồi, master chỉ dành cho những thiết bị cao cấp thôi. Đấy, bắt đầu cực tốt, chất âm của nó khá là hay đấy ạ. Đây là những sản phẩm trong cái phân khúc ít tiền mà để cho bác làm mới chơi, và điều kiện là không cho phép sử dụng là những cái chiếc đầu này để thưởng thức giá trị của những chiếc đầu CD. Đấy, rất là tuyệt vời. Số điện thoại em là 0907 223 269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.